Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một loại hạt giống. Đó là hạt giống hoa sáp pháo đỏ. Đi với cái hoa sáp pháo đỏ này chúng ta cũng đã từng quen rồi đúng không ạ? Loại hoa này thì trồng rất là dễ trồng. Và cái hoa sáp pháo này thì nó sẽ ưa với khí hậu mát mẻ. Một gói này được 50 hạt. Cái xuất xứ của loại hoa này là từ Đức. Và không những nó có thể nó sẽ chịu được với những khí hậu ví dụ như nóng này, chịu hạn và chịu mưa rất là tốt, tức là nó sẽ thích nghi được với tất cả các môi trường. Thời vụ mà các bạn trồng thì hoa sáp pháo này chúng ta có thể trồng quanh năm được. Đó. Cái nhiệt độ để cho cây sinh trưởng và phát triển tốt là từ 23 cho đến 25 độ C. Thì là các bạn lưu ý về cái nhiệt độ. Chúng ta để với nhiệt độ mức độ nó vừa phải như vậy thì cây của chúng ta nó sẽ phát triển rất là tốt. Về cái đất trồng của hoa sóc pháo thì đó là nó sẽ ưa những loại đất, ví dụ đất thịt nhẹ, đất cát pha. Đa phần thì nó phải là tơi xốp và thoát nước tốt. Thế thì cái hoa sóc pháo này nó sẽ không kén đất trồng, có thể là chịu được ở những cái đất nghèo chất dinh dưỡng cũng được, không sao cả. Thế nhưng mà ta lên trộn một chút ít cái phân chuồng quế hoặc phân chuồng ủ hoài vào cái đất mà khi mà chúng ta gieo hạt hoặc là chúng ta trồng cây con, thì nó có cái chất dinh dưỡng như vậy thì cái hạt và cái cây của chúng ta nó sẽ sinh trưởng tốt hơn. Cái hạt hoa sáp pháo này thì các bạn sẽ gieo hạt trực tiếp xuống dưới phần đất. Chúng ta gieo hạt xong thì chúng ta sẽ không phủ cái gì lên trên chốc cả, bởi vì cái hoa sáp pháo này của chúng ta nó cần có một chút ánh sáng, ánh nắng mặt trời thì nó sẽ nảy mầm nhanh hơn. Khoảng tầm một tuần thì là cái hạt hoa sáp pháo là chúng ta sẽ nảy mầm. Và cái độ ẩm thì phải vừa đủ. Đó. Để các bạn nên tưới là tưới bằng bình xịt phun sương. Chúng ta để có dạng phun sương thôi thì cái độ ẩm sẽ vừa phải, là không làm trôi mất hạt của chúng ta đi. Cái độ pH của đất là từ 5,8 cho đến 6,2. Và luôn luôn phải đảm bảo được đủ cái độ ẩm cho cái đất của chúng ta thì cây của chúng ta nó sinh trưởng và phát triển tốt. Khi mà cây của chúng ta được tầm 1 tháng rồi thì các bạn có thể chuyển chỗ sang cây con. Và khi mà cây đã bén rễ khi mà trồng sang chỗ mới thì các bạn sẽ lúc này có thể là bón bằng phân. Phân ở đây thì các bạn sẽ bón bằng phân gì? Đó là cái phân NPK 20-20 hoặc là cái phân Ân Đức tím. Đó, thì là các bạn sẽ pha loãng ra với nước và chúng ta sẽ tưới xung quanh gốc cây. Các bạn lưu ý là nếu mà cây hoa của chúng ta nó đã có hoa rồi thì chúng ta không nên tưới nước lên trên lá hoặc là trên hoa. Bởi như thế thì cái nước nó dính vào hoa thì nó sẽ làm thối mất cái hoa của chúng ta. Cái thời gian ra hoa của hoa sóc pháo nó tầm rơi vào khoảng tầm 80 cho đến 90 ngày. Thì là các bạn thấy là những bông hoa sóc pháo đỏ này của chúng ta nở ra một màu đỏ rất là đẹp, đỏ rực, nó hóc luôn. Thì bởi vì cái chiều cao của nó khá là ngắn, khoảng tầm 30 đến 40 cm hoặc cùng nắm là 50 cm thì các bạn sẽ có thể trồng được ở trong chậu. Chúng ta sẽ trưng bày ở trong chậu thì chúng ta sẽ treo trước cửa nhà hoặc ban công, ở trên sân thượng thì nó cũng rất là hợp lý.